Mọi người ơi, mọi người ơi. Chúc mọi người buổi trưa ngày thứ hai 14 tháng 3 năm 2022 thật là nhiều niềm vui nha. Buổi trưa vui vẻ nha cả nhà. Mọi người ơi, mọi người ơi. Mọi người đâu rồi? Mọi người ơi, mọi người ơi, mọi người đâu rồi? Vào xem đi mọi người ơi. Em chào chị Nguyệt Minh nha. Chào Hưng Nguyễn. Mọi người ơi, mọi người ơi, mọi người ơi. Vào chia sẻ bài viết của Tùng đi ạ. Anh Giác Đen và chị Nguyệt Minh chia sẻ giùm Tùng nha. Chúc mọi người buổi trưa vui vẻ nha. Chào Dũng Văn Nguyễn, Dũng Nguyễn Văn nha. Chào Trần Thái Hưng. Cảm ơn Vườn Lan Khuê Trang nha. Chia sẻ cho thầy Tùng đây. Hello Lợi Hồ, cảm ơn bạn. Chào Vũ Quảng, chào Nguyễn Đình Hoài nha. Chia sẻ cho thầy Tùng đi mọi người. Mọi người ơi, mọi người ơi. Người đẹp không tên, người đẹp không tên. Người đẹp không tên này là 79 cent nha cả nhà. Người đẹp không tên này là 81 cent. Và đôi mắt Pleiku, đôi mắt Pleiku tổng là 33 cent nha cả nhà. Tổng là 33 cent nha. Mọi người ơi, chào Sông Trà Hoa Lan, chào Nguyễn Việt Cường, chào Bình Bảo Lộc, chào Tuấn Huế, hello Vũ Quảng, chào Thắng Tâm, cảm ơn Phạm Quỳnh đã chia sẻ, hello em trai Bảo Hưng, chia sẻ cho anh đi Bảo Hưng và Tuấn Huế ơi, mọi người ơi, chia sẻ cho thầy Tùng đây, chia sẻ vào các hội nhóm để cho tinh thần anh em yêu Lan cả nước được biết một cái giao dịch nho nhỏ này được không cả nhà? Hello Nguyễn Hữu Mão, chào anh Trường Nguyễn Trường, hello em trai Hoàng Di Hát nha, lên đây với anh đi em ơi. Hello Sông Trà Hoa Lan, chào Long Kiên, hello Phúc Đặng Minh, chào em trai Thiên Nguyễn, ra đây em ơi, ra đây chơi với anh nào. Cảm ơn Dũng Nguyễn Văn đã chia sẻ nha. Mọi người ơi, chào Chuyên Bùi, chia sẻ cho thầy Tùng đêm mọi người. Hôm nay Tùng sẽ giao dịch một chậu đôi mắt Pleiku, tổng chiều dài là 33 cm và một chậu 5 cánh trắng người đẹp không tên 79 cm đây. Phê cực phê nha cả nhà, 79 cm này. Đó. Và một em người đẹp không tên khác 81 cm nha cả nhà ơi. Mọi người ơi, mọi người ơi. Hello em trai Ngô Song Toàn, chia sẻ cho anh đi. Toàn Nguyễn ơi, chia sẻ cho thầy Tùng đi. Toàn Nguyễn ơi, Ngô Song Toàn, mối chúa, không bị ép không. Chào Nguyễn Vinh, chia sẻ cho Tùng đi Nguyễn Vinh ơi. Em chào anh Phước Phan Hữu nha, anh chia sẻ giúp em đi nào. Cảm ơn em trai Lê Hoàng đã chia sẻ nha. Chào Hoa Lan Bình Minh. Chào Nguyễn Minh Thảo. Luân Nguyễn ơi, chia sẻ cho thầy Tùng đấy. Hello em gái Thúy Vân nha. Mọi người ơi, mọi người ơi. Cảm ơn em Hoàng Di Hát đã chia sẻ cho anh nha. Cho cả nhà ngắm nhan sắc của Tùng đẹp trai đầu hói dễ thương. Chúc mọi người buổi trưa thứ hai vui vẻ nha. Đây, xung quanh đây thì có rất nhiều anh chị em đang ở đây cùng với Tùng ha. Đấy, trên vườn Lan Thanh Tùng đó mọi người ơi. Chào Phạm Ngọc Đức nha. Chào chị Trần Nguyệt. Chia sẻ để nhiều người vào xem cái giao dịch nho nhỏ của Tùng được không cả nhà. Cảm ơn Nguyễn Vinh. Chào Hải Bạch nha. Chào em yêu Lan Va Trọng Tín. Cảm ơn em đã chia sẻ cho anh. Em anh Nguyễn luôn ơi, chia sẻ giúp em đi ạ. Chào Hoa Lan Quang Hải, chia sẻ giúp Tùng nha. Anh Huỳnh Tân Phát ơi, chia sẻ cho em đi. Chia sẻ cho đông người vào xem được không ạ? Sao chủ vườn này xấu trai chứ trời. Báo cáo với cả nhà là mấy hôm nay Tùng set up vườn đấy. Đây, vườn Tùng đây. Thành ra là rất là vất vả, rất là bận nhá. Đấy, chưa có khôi phục lại nhan sắc được. Cảm ơn Minh Hiếu nha, chia sẻ đi Minh Hiếu ơi, Văn Thọ ơi, Linh Nhắn Nướng ơi, chia sẻ đi, em trai nhân Lâm Duẩn chia sẻ cho anh đi, chia sẻ cho đông đông người xem được không cả nhà.
Khánh Trắng ơi chia sẻ đi. Trần Thái Hương ơi chia sẻ cho Tùng hỏi đi. Hiếu Râu ơi, Hiếu Râu chia sẻ cho thầy Tùng đấy. Đây là một giao dịch nho nhỏ của Thanh Tùng nha cả nhà. Một chậu 5 cánh trắng đôi mắt Pleiku. Tổng số sen là 33 sen nha cả nhà nhé. Đang lên hai mầm gốc rất là đẹp. Tí nữa Tùng quay hai mầm gốc bên kia nha. Mầm hoàn toàn tự nhiên và một chậu người đẹp không tên. Cái ngón tay cái của Tùng đây nha cả nhà nhé. Ngón tay cái của Tùng đây nha. Ngón tay cái đây. Chậu này là 79 sen cả nhà. Cảm ơn em trai Toàn Nguyễn đã chia sẻ cho anh nha. Vườn Lan Tố Như và Lâm Duẩn chia sẻ cho thầy Tùng đấy. Đó, em này là 79 sen này. Ngón tay cái của Tùng đây nha cả nhà nhé. Đấy. Còn chậu này là 81 sen. Đây ngón tay cái của Tùng đây. Đây cả nhà. Phê chưa? Chậu này 81 sen nha. Chia sẻ cho thầy Tùng đây. Thắng Nhà Mai ơi. Hello Trương Cường. Trương Cường chia sẻ cho thầy Tùng đây. Hello em trai Linh Chim. Trời ơi đúng ra hôm nay là Linh Chim phải vào đây với anh. Chia sẻ cho anh đây. Mọi người ơi, mọi người ơi, mọi người ơi. Chia sẻ cho thầy Tùng đây. Đây cho mọi người nhìn sơ qua cái khu vườn của Tùng nha. Đây là những cái bộ bàn uống cà phê và uống trà mỗi sáng nha. Chia sẻ cho em đi anh trai. Đó, chia sẻ rồi đấy chứ, chủ tịch. Mọi người ơi, Đồng Tam Đảo ơi, chia sẻ cho thầy Tùng đây. Đây, có một em xinh đẹp đến từ Đồng Nai. Đó, chút xíu nữa thì các nhân vật chính sẽ bước lên đây để làm giao dịch nha cả nhà nhá. Người thật, cây thật và tiền thật nha cả nhà. Lâu nay mọi người toàn thấy Tùng đi chốt quốc dân đúng không? Đúng không? Hôm nay thì Tùng chốt hàng siêu đỉnh siêu VIP nha. Lại xách chậu cờ đỏ với lại thế này. Xách chậu cờ đỏ với chậu kinh Bắc để kế bên ăn ké. Cảm ơn anh Hà Thanh Hòa đã chia sẻ cho Tùng nha. Nguyễn Văn Linh ơi chia sẻ cho Dượng Linh, Nguyễn Văn Linh. Anh Thắng Nhà Mai không thích chia sẻ cho em gì hết trơn á. Mọi người ơi, chia sẻ cho thầy Tùng đấy. Cho đông anh em vào, xin chào cả nhà nhé, chào mọi người. Đúng rồi, ok, để cái ghế này được. Đó. Đấy, hai cái không tên luôn. Ăn ké luôn. Nguyễn Thủy ơi, chia sẻ đi Nguyễn Thủy ơi. VM Tùng, cảm ơn bạn rất là nhiều. Ngô Phong ơi, chia sẻ cho Tùng đấy. Nhỏ cái volume lại. Siêu phẩm người đẹp không tên 79 sen kỳ năm nhất nha cả nhà. Ngón tay cái của Tùng đây. Đúng rồi, vườn ở số 9 đường 9 trung tâm hành chính thành phố Di An nha Trọng Nguyễn ơi. Chào Phong Anh. Phong Anh chia sẻ cho Tùng đấy. Hoàng Kim Sơn lên mở nhỏ volume lại em yêu ơi. À, chị yêu ơi. Cây này là người đẹp không tên nha Phi Điệp ơi. Phi Điệp ơi. Cây này nè. Cái này là người đẹp không tên nha. Người đẹp không tên 79 sen. To bằng ngón tay cái của Tùng luôn. Tay Tùng là tay nảy chuối nha cả nhà. Em chào anh trai Việt Hùng nha. Chia sẻ cho em đi anh. Cảm ơn Thanh Huỳnh đã chia sẻ cho Tùng Thanh Huỳnh nha. Cảm ơn Gia Hưng. Thôi dài được rồi. Đó. Ok. Mọi người ơi, mọi người ơi. Chia sẻ cho thầy Tùng đấy. cẩn thận cái tiếng tiền rớt xuống cây hả? À, tiền mình biết điều đó cho nên là ràng kỹ rồi nha. Bằng băng keo trong nha. An tâm. Vườn Lan Thiện An ơi chia sẻ đấy cho anh em xôm xôm được không ạ? Mọi người ơi chia sẻ cho Tùng đấy. Cho xôm tụ được không mọi người? Đây là khu vườn của Tùng đây mọi người ơi, mọi người ơi. Đây là khu vườn của Tùng nha cả nhà. Đây, các em đẹp đang chuẩn bị đây để chút xíu là đông đông người mới lên sóng nha. Xin chào gần 1.000 người đang xem live của Thanh Tùng nha. Ken Đà Lạt chia sẻ cho anh đưa em yêu ơi. Đây là khu vực uống cà phê tại vườn của Tùng nha cả nhà. Đó, những cái bàn cái ghế là để uống cà phê nha. Uống cà phê mỗi sáng nha.
Mọi người ơi, mọi người ơi, có mầm gốc nhú rồi nha Nguyễn Thắng ơi. Cảm ơn Vinh Trịnh nha. Chào, cảm ơn Hoa Lan Vĩnh Bình. Lên một ca cho thầy Tùng nào mọi người ơi. Lan Va Trọng Tiến thanh em yêu. Vũ Đức ơi, chia sẻ cho Tùng đi. Phi đẹp ơi, Phi đẹp ơi, nhìn cho kỹ nha Phi đẹp ơi. Cái này là băng băng keo á, băng keo mình ràng vào cho nó không bị đổ tiền. Lấy cho anh một cái sạc sạc dự phòng cái em ơi. Hay ơi, sạc dự phòng đem đây cho anh cái. Pleiku. Lấy cả cái sạc dự phòng giống qua xin nữa. Hầu như cái giày nó đang trên xe này phải. Cầm máy anh. Đây. Đấy giờ này đó. Rồi ok. Hello hello, chào cả nhà nha. Chào 900 anh chị em đang xem. Hôm nay là ngày 14 tháng 3 năm 2022. Thì vườn lan giữa vườn lan anh Thanh Tùng và vườn lan Hải Hà đã có cái giao dịch hai chậu không tên cực kỳ đẹp nha cả nhà. Đó, và một chậu Pleiku 33 cm tổng thể mà đã cắt mấy cây xuống rồi nha cả nhà nha. Đó. Cái này là 79 cm. Đấy, cái này là 79 cm, cái này 81 cm. À, hai bốn chậu bên này là ăn ké thôi nha cả nhà nha. Đó. Qua cho nó xôm à, chia sẻ bàn tay đi cả nhà. Đấy, hai bên luôn, lại song song. Chào gần gần một ca người đang xem nha. À, cả nhà chia sẻ bàn tay. Hello, cho em trai Nguyễn Quang Định. Nguyễn Quang Định ơi, chia sẻ cho anh Tùng đây. Đó, cả nhà thấy hai cái chậu cực kỳ phê không? À, chia sẻ lên 2K xem đi cả nhà ơi. Hôm nay là một ngày rất là đẹp trời ha. Nói chung là không có nắng, nó rất là mát mẻ để thuận tiện cho cái buổi giao dịch hôm nay diễn ra thành công tốt đẹp nha cả nhà nha. À, 5 tỷ chuyển khoản và 5 tỷ tiền mặt nha anh Duy Minh ơi. Chứ 10 tỷ mà để hết cái bàn này sập bàn á cả nhà. Đó. Tiến sẽ like trên hai cái nền tảng luôn. À, chia sẻ bàn tay đi cả nhà ơi, chia sẻ với thầy Tùng đi. Đúng là anh Tùng đẹp trai nhất sống. Đúng rồi, anh Tùng luôn luôn đẹp trai mà anh em. Đó. À, mấy chậu không tên bên này cũng rất là đẹp nè cả nhà. Đây là chậu Kinh Bắc nha cả nhà nha. Đó. Bên này cũng là một cái chậu Kinh Bắc luôn đúng không? Đấy. Và bên chậu này là 79 cm, cái chậu không tên mập đẹp dễ thương như thế này. Kế bên đây là cũng là một chậu 81 cm, rất là đẹp. Gọi là tới thời kỳ để khai thác luôn cả nhà nha. Chia sẻ rất nhiều. Tháng 6 đề cho Kỳ nhé, đặt gạch Kỳ đẹp nhất. Ok, anh đang trúc nha. Tháng 6 chia sẻ cho một cái đặt gạch luôn hả? Đặt gạch tại chỗ hả? 800 chia sẻ bàn tay đi cả nhà. Nghìn, đó. 1000 đi các bác đặt ơi. Đặt gạch là chút xíu cắt luôn. Đặt gạch là chút xíu cắt luôn. Cờ đỏ đâu anh ơi? Cờ đỏ hả? Cờ đỏ đây. Cái cây hai cây này đây nha, đây nha anh nha. Đó. Là chuẩn bị là cũng là xuống giống rồi. Bên này cũng không tên nè. Đây là Kinh Bắc nè. Đó, sau cũng không tên. Đây là Pleiku. Đôi mắt Pleiku nha cả nhà nha. Ở cả nhà thấy quả thân cực kỳ đẹp không? Chào 900 anh chị em đang xem, chia sẻ lên 2000 2k lượt xem đi cả nhà. Chào anh Trung Nguyễn, chia sẻ cho thầy đấy. Nói phép vừa thôi, chỉ có thằng thôi cái đó mình không quan tâm nha. Chào Nguyệt Lan Viên. À, chào Văn Tùng Phạm nha, chào bạn Văn Tùng Phạm nha. Chia sẻ đi bạn Văn Tùng Phạm ơi. Chào anh Vinh Sài Gòn nha, chào Ken Đà Lạt, chào Hải Hà. Rất tuyệt vời ha. Chào chào luôn. Đây, cả nhà thấy là tuyệt vời không? Đấy là hiện tại là giao dịch là 9 tỷ 9 nhưng mà chuyển khoản là 4 tỷ 9 rồi nha cả nhà nha. 4 tỷ 9 rồi, còn đây là tiền mặt ở đây là 5 tỏi. Chào anh Thọ Tây Bắc nha. Em cầm máy, em Tiến Tư Tán cầm máy thay anh Tùng một chút xíu. Anh Tùng đi là xách những cái zip lên để cho nó ngầu lòi nữa cả nhà. Chào Lê Phúc Thạch nha. Chào Hi Anh Tùng. Thì anh Tùng, anh chào anh Hưng Nguyễn. Người ta có tiền mặt để nói phép, còn có tiền mặt để nói phép. Ok bạn Văn Tùng Phạm ơi, nhưng mà bạn hơi gắt. Kệ đi bạn ơi, không quan tâm việc ta làm thôi đúng không? Đó là hôm nay là một ngày thời tiết rất đẹp. Chào 900 anh chị em đang xem, chia sẻ bàn tay đi cả nhà ơi. Mập như Tiến Tươi Tắn. Cảm ơn Trần Thanh Tùng nha. Đó là đây anh Tùng hỏi đẹp trai dễ thương.
chia sẻ cho thầy đi. Mọi người ơi, mọi người ơi. Rất là hay, rất là cái câu này, cái câu này mai sẽ thành hot trend sắp tới trong cái TikTok như cả nhà nha. Là đó, anh em thấy là cái chậu, hai chậu không tên cực kỳ đẹp không? Mập như tiếng béo luôn, mập như tiếng tươi tắn luôn cả nhà nha. Nhận lúa non không, người đẹp không tên không anh Tùng. Tới đường số 9, đường số 9. Trung tâm hành chính Di An làm giao dịch luôn nha anh Hưng Nguyễn nha. Có nhận luôn non hết. Nhận hết nha cả nhà, thích thì cắt luôn ngay tại chỗ luôn nha. Chào Ken Đà Lạt, thời điểm vàng để nhập cây. Đúng rồi anh Ken Đà Lạt ơi, chia sẻ mạnh tay đi. Em chào anh Văn Sơn Nguyễn nha, chia sẻ mạnh tay đi anh Văn Sơn Nguyễn ơi. Hồng Phúc Phát quá tuyệt vời em ơi. Anh em nào rỗi rỗi đổ về vườn anh Tùng tham quan giao lưu nha cả nhà nha. Chào Nguyễn Xuân Trường nè. Chào Nguyễn Hoàng Đặng nè. Cảm ơn Huy Hoàng. Chia sẻ mạnh tay đi cả nhà. Gần 1k like rồi, chia sẻ lên 2k like đi cả nhà ơi. Chia sẻ cho thầy Tùng đi. Chỉ có những người ngu. Anh ơi, cái môn chơi thì hy vọng rằng tất cả anh em chúng ta tôn trọng cái môn chơi của nhau nha. Vấn đề ở đây là anh có đủ bằng này để lên đây để nói chuyện hay không thôi, đó mới là vấn đề nha. Chào Nguyễn Văn Động nha, chào Quang Lê nè. Chào tất cả anh chị em yêu xem. Đó, lên 1k rồi cả nhà. Chia sẻ đi cả nhà, lên 2k đi cả nhà ơi. Chào anh Lê Đức, anh Đức Lê. Chào Bùi Văn Tuấn. Cho một cục về làm ăn. Ok, anh tới đây là có luôn nha. Tuyệt vời dưới shop. Chào anh Phương Trọc đẹp trai. Chia sẻ đi anh Phương Trọc đẹp trai ơi. Hơn 1k người đang xem rồi. Đấy. Là tiếng đang like song song trên hai nền tảng luôn cả nhà nha. Đó. Chúc cả nhà một ngày mới thật là tuyệt vời nha. Hôm nay là một ngày thứ hai đầu tuần đúng không? Chúc anh em một tuần mới thật nhiều niềm vui. Mọi công việc đều thuận lợi hanh thông nha cả nhà nha. Tiền giả hả? Đây, rút từ ngân hàng ra nha cả nhà. Lát nữa đi tí sẽ cho cả nhà coi cái bill đi rút tiền về nha cả nhà. Không, cái đó mình không quan tâm, lát nữa xét là thử đứt hay không. MC hay quá. Cảm ơn anh Đoàn Kiên đã động viên nha. Cảm ơn anh Vinh Sài Gòn nha. Chia sẻ cho thầy Tùng đi cả nhà ơi. Cảm ơn chị Tiết, anh Tiết Victoria nha. Hai cây này là mập như em tiếng tươi tắn luôn á nha. Đó, tiếng tươi tắn mập cỡ nào thì cây này mập như thế đó luôn. Cảm ơn anh Phương Trọc nha. Chia sẻ đi anh Phương Trọc ơi. Anh Tùng ơi. Hình như là cái nó không có vô điện anh Tùng ơi. Nó không vô pin, Đã chia sẻ. Ok, cảm ơn Mạnh Nguyễn nhiều nha. Cảm ơn anh Tùng Khang Trích nha. Quá hoành tráng. Cảm ơn anh Minh Nguyễn nè. 9999. Chia sẻ mạnh tay đi cả nhà. Đó, bên này là cũng là một chậu không tên luôn cả nhà. Đằng sau là chậu cờ đỏ cả nhà nha. Ăn ké thôi. Đó, hai chậu thì là ăn ké thôi. Tổng giao dịch 9 tỷ 9 là hai chậu không tên mập này và cái chậu kinh bắc đây nha cả nhà nha. Đó, đôi mắt Pleiku chứ. Đó, đôi mắt Pleiku. Đây là đôi mắt Pleiku nè. Bên này là kinh bắc nha cả nhà. Bên này là kinh bắc nè. Đằng sau là chậu không tên nha cả nhà nha. Lấy cục sạc kêu nhẫn trong đó mà lấy. Nhiều tiền để làm gì? Nhiều tiền để xài chứ để làm gì anh Sang Nguyễn ơi? Để mua cây. Nhiều tiền để xài, để mua cây, để mua lan. Cả nhà nha. Viết quá, cảm ơn Nguyễn Văn Tới. Đó, cả nhà thấy đẹp không? Đó, sau này là chậu cờ đỏ đây. Đó, cả nhà thấy không? Là hai mầm gốc, là chuẩn bị bật rồi. Cây thắt ngọn rồi, chuẩn bị làm kia để có giống để chia sẻ cho anh em. Cảm ơn anh Nguyễn Hữu An nha. Hello Hoa Nguyễn nha. Chia sẻ đi cho anh đi, anh Tiến đẹp trai đi Hoa Nguyễn ơi. Anh Tiến đang đảm nhiệm vai trò livestream giúp anh Thanh Tùng nha cả nhà. Đó, hôm nay là một ngày rất là tuyệt vời. Đó, giao dịch phát súng đầu tiên hay là phát súng thứ hai, thứ ba gì đó. Miễn sao là bây giờ là có những cái phát súng như thế này là thị trường nó ấm lên nha cả nhà nha. Chào anh Tùng nha. Ok. Rồi. Đang như này nè, nhưng mà thấy chủ nhân Facebook là mọi người sẽ chia sẻ mạnh nè. Chia sẻ đi cả nhà. Hôm nay là ngày rất tuyệt vời đây. Thả tim thả like cho Tiến như cả nhà. Mọi người ơi. Mọi người chia sẻ cho Tùng đi. Cho đông người xem để Tùng làm cái giao dịch nào. Cảm ơn Hồ Vũ nha. Quá đẹp. Cố gắng lên anh Đức Minh ơi. Chào anh trai Nguyễn Hùng. Chia sẻ mạnh cho Tùng đi. Mọi người ơi, năn nể luôn á. Cảm ơn Đạt Đô nha, chia sẻ cho Tùng đi. Chào bạn yêu Huỳnh Quang Sang. Bạn đang ở Los Angeles hay ở Cali hả bạn ơi?
Hy vọng là chúng ta sẽ được ngắm một bông ngọc sơn cước nở tại nước Mỹ nha. Hello, em trai Trần Văn Quán. Cảm ơn em Lê Kim Thành đã chia sẻ nha. Mọi người ơi. Mọi người chia sẻ cho Tùng đi. Nguyễn Cường ơi, chia sẻ cho Tùng đi. Nguyễn Gia Hiền, chia sẻ cho Tùng đi. Cảm ơn em Lâm Hậu đã chia sẻ nha. Chia sẻ cho thầy đi. Rồi, mọi người ơi, lên nè, đó, nhìn thấy chủ Facebook lên liền ha. Hồi nãy em vác được cả mọi người yêu Thanh Tùng lắm. Cảm ơn mọi người nha. Đây, cho mọi người nha, xem này, chuẩn bị Tùng sẽ giao dịch với em Hải Hà nha. Mọi người chia sẻ cho Tùng nha. Nguyễn Minh ơi, chia sẻ cho Tùng đây. Đây. Giới thiệu thêm là Tùng vẫn còn một số cây người đẹp không tên khác nha cả nhà nhé. Đây là cây kinh Bắc, hôm nay ra đây ăn ké. Kinh Bắc nha. Khánh Đào chia sẻ cho thầy Tùng đây. Đây cũng là một cây người đẹp không tên đang có một cái nụ nha cả nhà nhé. Đây là một chậu cờ đỏ của Tùng đây cả nhà. Còn đây cho mọi người xem Bảo Duy của Tùng nhá. Bảo Duy tại cái bàn chật đó Tùng không có đưa ra được tại nó hơi dài. Đây là gần 1 mét Bảo Duy nhá. Gần 1 mét Bảo Duy nha cả nhà. Đang treo đây. Còn cái này là hơn 1 mét. Này hơn 1 mét Bảo Duy nhá. Cái Bảo Duy bé Tùng để bên kia. Đây cũng Bảo Duy bé luôn cả nhà. Đây Bảo Duy đây. Đây là Bảo Duy luôn. Xin chào hơn 1k người đứng xem nha. Mọi người ơi, Phạm Văn Tùng ơi, chia sẻ cho thầy đi. Một số người thì một số bạn bè đang đi còn đi làm. Thành ra là hôm nay mình sẽ chỉ có một số anh em thôi. Một số anh em tới để chứng kiến giao dịch thôi. Và do thời gian hơi gấp, thành ra Tùng không có tổ chức một cái buổi giao dịch hoành tráng được nha cả nhà. Lý do là thời gian rất là cập rập. Tùng chỉ mới hoàn thiện vườn khoảng mấy ngày nay thôi cả nhà nhé. Đây, vườn Tùng đây. Chỉ mới hoàn thiện mấy ngày, thành ra là đang quá là lu bu. Cho nên là không có tổ chức một cái buổi giao dịch nó hoành tráng được. Mà Tùng chỉ tổ chức sơ sơ. Tuy nhiên, một điều vô cùng quan trọng đó là vợ chồng em Hải Hà đã đích thân giao 2 chậu người đẹp không tên và 1 chậu đôi mắt Pleiku vào đây để làm giao dịch với Tùng tại vườn của Tùng nha cả nhà. Hello em yêu Nguyễn Tân Lên, chia sẻ cho anh đi. Ok Nguyễn Tân Lên, tại vì chắc chắn là phải làm cái khai vườn rồi. Đó, cho nên là hôm nay không có tổ chức lớn nha mọi người. Chắc chắn là Tùng phải làm một cái lễ khai vườn rồi nha. Mọi người ơi, mọi người chia sẻ cho Tùng đi. Nguyễn Tấn Lên ơi, chia sẻ cho Tùng đi. Nguyễn Tấn Lên mà chia sẻ là số người xem ở đông nè. Cảm ơn em trai Trần Văn Quán đã chia sẻ nha. Phạm Ngọc Trí ơi, chia sẻ cho Tùng đi. Sắp tới thì Tùng cũng phải làm một cái lễ khai vườn đó, lễ khai trương cả nhà. Cho nên hôm nay thì mình để dành khách mời cho cái ngày trọng đại đó. Thì vợ chồng Tùng sẽ cùng giao dịch với vợ chồng em Hải Hà tại vườn lan Hải Hà. Nhưng mà điều quan trọng nhất ấy, là vợ chồng em Hải Hà đã đích thân mang 1 chậu Pleiku và 2 chậu người đẹp không tên. Đó. Chậu Pleiku thì có số đo tổng thể là 33 cm. Còn 2 chậu người đẹp không tên thì 1 chậu là 79 cm và 1 chậu là 81 cm. Đều là kỳ năm nhất, rất là to, rất là mập. Đấy, hai vợ chồng em Hải Hà đã đích thân mang cây vào đây cho Tùng, mang vào tận vườn và sẽ cùng làm giao dịch với Tùng ngày hôm nay. Tổng số tiền giao dịch là 9 tỷ 999 triệu nha cả nhà. Bảo Hải Hà về nhớ chia tiền nhé. Ok, như ý Vũ. Chia sẻ cho Tùng đi Quỳnh Huy ơi. Đăng Minh Đăng ơi, chia sẻ cho Tùng đi. Minh Minh ơi, chia sẻ cho thầy đi.
cho đông người xem để Tùng làm giao dịch nào mọi người ơi. Đây, Tùng thời gian vừa qua Tùng nhập rất nhiều cây quốc dân nha. Thời gian vừa qua Tùng nhập rất nhiều cây quốc dân. Và hôm nay thì Tùng có làm một cái giao dịch với em trai Hải Hà. Đó, một cái giao dịch là hai chậu người đẹp không tên và một chậu đôi mắt Pleiku. Tổng trị giá là 9 tỷ 999 triệu đồng. Tùng thích số 9 thành ra các em cũng yêu ái. Đó, chia rẻ cho. Hello bạn Thím Dương, chia sẻ cho mình đi bạn yêu. Cho đông anh em vào xem nào. Đây, vườn của mình đây. Thời gian vừa qua thì Tùng mua rất nhiều ngàn, rất là nhiều ngàn cây quốc dân nha. À, đương nhiên là Tùng vẫn vẫn chốt các cái mặt bông tầm cao, tầm VIP và siêu VIP nha. Trong đó Tùng yêu thích nhất vẫn là gì mọi người biết không? Chào anh trai Lê Toán, cảm ơn bạn Cường đã chia sẻ nha. Hello anh giàu Lê Toại, chia sẻ cho em Tùng để lấy động lực đấy. Đức Nguyễn ơi, chia sẻ cho Tùng đi. Mọi người chia sẻ cho Tùng đi. Sao mà ít người xem quá? Tùng không có thấy ai đang xem được, nhưng mà ít người xem quá. Cho Tùng một like, một comment. Một like, một comment, thả tim á. Thả tim màu đỏ đi mọi người. Thả tim màu đỏ này mọi người. Màu đỏ cho nó hên. Đấy. Thời gian vừa qua này Tùng chốt rất là nhiều mặt hàng quốc dân nha. Rất nhiều luôn. Đấy. Và hôm và đương nhiên là Tùng có cây VIP và siêu VIP nha cả nhà. Và hôm nay thì Tùng giao dịch với em Hải Hà một cái giao dịch là 9 tỷ 999 triệu. Xin chào 1,2k người đang xem nha. Đây, để mọi người xem nhé. Hôm nay thì Tùng giao dịch một cái chậu đôi mắt Pleiku, 5 cánh trắng đôi mắt Pleiku, tổng số đo là 33 cm. Và hiện nay là cái gốc này á, đang ra hai mầm gốc rất là đẹp nha. Đó. Và một chậu bờ người đẹp không tên dài 79 cm. Đây là ngón tay cái của Tùng nha cả nhà. Đó, 79 cm. Chậu này là 79 cm này cả nhà. Đấy, còn chậu này á, chậu người đẹp không tên này á, là 81 cm. Đây ngón tay cái của Tùng đây nhá. Tùng bàn tay này, bàn tay nải chuối nha cả nhà. Đấy, em Hải Hà chăm rất là đẹp nha. Không mất lá nào. Và thân rất là to, rất là nù. Mọi người ơi, mọi người chia sẻ cho Tùng đi. Cao Nam ơi, chia sẻ cho thầy Tùng đi. Anh Trần Thế, chia sẻ cho em đi nào. Để cho mọi người vào xem đông đông để em làm giao dịch nào. Mọi người ơi. Đây cũng là một chậu người đẹp không tên nha cả nhà. Một chậu người đẹp không tên đang có cái nụ đây. Đây cũng là một chậu người đẹp không tên nha. Đấy. Còn đây là một chậu 5 cái trắng Kinh Bắc. Cảm ơn anh Lê Toại nhé. Xin chào 1,3k người đang xem. Hello Trần Thanh Phong, chia sẻ cho thầy Tùng đấy. Đây là chậu cờ đỏ nha. Đây là chậu cờ đỏ nha cả nhà. Chậu cờ đỏ lúc Tùng mua của Nguyễn Thanh Xuân cái 4 sen này nè. 4 sen này Tùng mua của Nguyễn Thanh Xuân là 16 tỷ nha. Mọi người ơi. Chia sẻ lên... một xíu nữa là Tùng làm giao dịch này. Chào anh Vịnh Quang, chia sẻ cho Tùng đi anh Vịnh Quang. Nguyễn Hoàng Phú, hello anh trai Dũng Vũ nha. Chào Minh Nguyễn, lên. Chào Huy Thao, chia sẻ cho Tùng đi. Mọi người ơi. Và sau đây thì xin mời vợ chồng em Hải Hà và em Hồng Thơm đâu rồi. Đấy, sau đây là Tùng sẽ giao dịch nha cả nhà. Hôm nay thì một cái giao dịch này là 9 tỷ 999 triệu đồng nha cả nhà. Chào em Lê Dự. Chào Trung tá Lê Dự. À, Thượng tá Lê Dự nha. 999 tỷ thôi anh Phạm Thư Bình ơi. Chào Trần Quốc Tuấn. Đúng rồi, Nguyễn Văn Động ơi. Con chào bố Díp Dân Phạm. Chào bố Díp Dân Phạm. Chào em trai Trương Minh Hùng. Chia sẻ cho anh Tùng đi. Thầy trò là đang lai
chim song song trên hai nền tảng nha cả nhà nha. Đây đường 66 ở chị em. Chào 500 anh em bạn bè của anh Thanh Tùng nha. Chia sẻ cho thầy Tùng đi cả nhà ơi. Anh này cũng được gần 100 người xem rồi. Vui nha cả nhà. Cảm ơn cả nhà. À, ngay sau đây thì 2 phút nữa thôi thì Tùng sẽ chính thức làm cái lễ giao dịch, lễ bàn giao nha. Hello hello mọi người. Mọi người ơi, chia sẻ cho Tiến Tư Tắn đấy. Mọi người ơi, chia sẻ cho thầy Tùng đấy. Thượng Lan hai vợ chồng em ấy hôm qua đã đích thân thị xã xa xôi lặng lội để mà đem hai cái chậu năm cái cánh không tên đẹp của mày. Một chậu 7 cái chữ xe còn 8 cái xe. Đây mọi người. Đây là cái khu uống cà phê và uống trà của Tùng nha. Đó. Xin chào hơn 1,2k người đang xem. Chào Tấn Phúc. Xin chào mọi người ơi. Mọi người chia sẻ cho Tùng đây để chuẩn bị Tùng làm cái giao dịch nào. Anh em thả tim cho Tiến đi. Mọi người ơi. Chia sẻ đi cả nhà ơi. Bạn đang bất tử à. Đúng rồi anh. Nếu mà anh chồng anh không có gì là nó cứ bất tử trong nước ngoài thôi, xin con mẹ cháu ngoài thôi. Là có giống chia sẻ thôi. Lại là bất tử. Đúng rồi, chung hay bất tử. Tiến đâu có mời rồi. Chuẩn bị nha mọi người, chuẩn bị là Tùng bắt đầu Tùng làm cái giao dịch với em trai Hải Hà nha. Đấy, em đứng đây để xong anh giới thiệu tí nha. Đây, mọi người cho em Hải Hà một like, một comment được không? Đây, ok. Đây giới thiệu với cả nhà. Em Thu Hà với Hải Hà đây này. Cho anh mượn chỗ này tí. Em ngồi vào đấy. Xin chào 1,3k người đang xem nha. Xin giới thiệu với cả nhà. À mà không giới thiệu thì mọi người cũng biết hai nhân vật này đúng không ạ? À, xin giới thiệu thêm với mọi người là đây là em Hải Hà, đây là Thu Hà. Đó, hai vợ chồng Hải Hà đến từ vườn lan Hải Hà. Hôm nay thì rất là quý, rất là đáng yêu khi mà vợ chồng em Hải Hà đã đích thân mang vào vườn của Thanh Tùng một chậu đôi mắt Pleiku, tổng số sen là 33 sen. Một chậu 5 cái trắng người đẹp không tên 79 sen và một chậu 5 cái trắng người đẹp không tên khác là 81 sen. Đấy, tổng giao dịch 3 chậu này là 9 tỷ 999 triệu đồng. Đó, và trên đây là 5 tỷ tiền mặt nha cả nhà nhá. Và Tùng đã chuyển khoản đây, Tùng đã chuyển khoản 5 tỷ nhá. 5 tỷ thiếu 1 triệu nha. 5 tỷ thiếu 1 triệu nha. Đây, Tùng đã chuyển khoản hết cho em Hải Hà đây nha. Đây. Đây là những cái chuyển khoản của Tùng nha mọi người. Đây. Những cái chuyển khoản của Tùng nha. Đây xin chào 1,5k người đang xem nha. Trên bàn lúc này là 5 tỷ tiền mặt nha cả nhà. Còn 4 tỷ 999 triệu là Tùng đã chuyển khoản cho em Hải Hà đây nha. Đấy. Đây nha cả nhà nha. Đây đang dài dài đây này. Mọi người ơi. Tùng chuyển 2 lần nha. Đây cả nhà, đây là những cái chuyển khoản nha. Đây là những chuyển khoản nha. Đấy. Thì thưa cả nhà, trên bàn đây là 5 tỷ đồng tiền mặt nha cả nhà. 5 tỷ đồng tiền mặt. Còn những hai mấy cái này là ăn ké bày đây cho nó xôm thôi. Đấy. Mọi người ơi. Xin chào hơn 1,5k người đang xem nha. Đó, và sau đây thì Tùng và em Hải Hà sẽ thực hiện cái giao dịch này nha cả nhà. Để Tùng nhờ người em cầm cái máy like nha. Đó, Tùng xin thông báo với cả nhà nhé. Trên bàn đây là 5 tỷ đồng tiền mặt này cả nhà. Đó, thì hôm nay Tùng sẽ giao dịch với em Hải Hà là một cái chậu đôi mắt Pleiku
là 33 cm, một chậu người đẹp không tên 79 cm và một chậu người đẹp không tên 81 cm. Thì sau đây á thì anh em chúng tôi sẽ làm cái giao dịch gọi là rất là thực tế. Rồi em lên luôn đi, em lên luôn đi, hai vợ chồng lên luôn. Chào 1.500 anh chị em đang xem nha. Thì bây giờ là tới giờ vàng rồi, là anh em làm cái giao dịch nha cả nhà nha. Thì giữa hai vợ chồng em Hải Hà và anh Vườn Lan anh Thanh Tùng. Đấy là hai anh em đang giao dịch hai cái chậu không tên, một chậu là 79 cm, một chậu 81 cm và một chậu đôi mắt Pleiku 34 cm. Đó. Ok. Chào tất cả mọi người yêu Lan trên toàn quốc. Hôm nay là em Vườn Lan Hải Hà ở Phú Thọ có chia sẻ cho anh Nguyễn Thanh Tùng ở Bình Dương hai chậu thầy phẩm tên và một chậu đôi mắt Pleiku với số tiền là 9.999 triệu. Em mang cây vào đây bàn giao cho anh và chúc anh chăm sóc tốt và nhân giống chia sẻ cho anh em đam mê anh Thanh Tùng. Ok, rất là nhiều. Báo cáo cả nhà thì hôm nay Tùng thực sự rất là vui, rất là phấn khởi khi vợ chồng em Hải Hà, chú Vườn Lan Hải Hà đã đích thân đem ba cái chậu gọi là phải nói là siêu phẩm vào đây. Hai cái chậu cây đẹp công tên là đẹp nhất vườn và cái chậu Pleiku vào đây để bàn giao cho Thanh Tùng. Thì trước đó Thanh Tùng đã chuyển khoản cho hai em là 4.999 triệu đồng. Đó, bằng chứng khoán mà lúc nãy Tùng đã hút cho mọi người xem rồi. Còn trên bàn lúc này á là 5 tỷ đồng tiền mặt. Thì bây giờ thì là cây thuộc về anh. Đúng không? Cây thuộc về anh. Còn tiền thì thuộc về em. Anh cảm ơn vợ chồng em rất là nhiều. Em có dặn dò các em gì không? Em đã dò rồi, Tùng qua rồi. Tùng ma mang đi là dặn dò rồi. Cứ dặn dò thêm lại. Có trẻ nhiều bao. Có chế độ riêng là cầm thôi. Mất cây người mất cây buồn hơn người. Nói là đúng không? Cái tông huyết của em đang gì? Tiếc không? Tiếc không? Tiếc. Em nói tiếc từ hôm qua này. Nhưng mà bây giờ tiếc bán cho người khác thì tiếc thì bán cho anh Tùng. Trăm cây. Ok. Em Hà ở đây. Đấy. Đây nhá. Đây mọi người. Đây là phu nhân của em Hà nhá. Em Thu Hà. Là một trong những người rất là tâm huyết, anh cũng học hỏi vợ chồng em về cái tâm huyết đó bằng cách là yêu Lan cùng chăm sóc và nhân giống là tốt. Mong không đầu tư thì sẽ không có cân đầu cái bạn đâu, mọi người nghĩ là người ta tự nhiên người ta có để bạn. Ok, thế này mong á là hai em đi trước có kinh nghiệm thì chia sẻ kinh nghiệm chăm cây rồi làm kim cho anh để anh nhân giống các em sản phẩm này chia sẻ cho anh em yêu Lan đam mê trên toàn quốc nhé. Cảm ơn vợ chồng. Vâng. À, là buổi giao dịch đã thành công nha cả nhà nha. Quá trình yêu Lan à, đúng rồi, đúng rồi. Cơ duyên đến với cái người đẹp không tên với lại cây Pleiku đi. Cái cây người đẹp tên này là em mua từ cuối năm 2018 đầu năm 2019. Em mua một cái nhỏ xíu 1 cm thôi. Và lúc ấy em anh ta bỏ 1.7 tỷ đấy. 1.7 tỷ thì mua một cái. Tại con nhân giống ra nhưng mà trong quá trình nhân giống đấy em đã mua thêm rất nhiều cây người đẹp tên. Ai bán người đẹp tên này mua hết. Trong những năm từ 2018 đến năm 2021 là ai bán thì nên là em cứ ai bán thì em đi mua hết. Cho nên là em mua rất nhiều luôn, nhiều của anh em. Thời đấy là rất là đỉnh nha, rất là căng. 5-6 chậu, rất nhiều của anh em phải bán rất nhiều. Nhưng khi này là tôi bắt vào đây khu này năm ngoái em mua cây này là của anh Nguyễn Quang Định là 35 tỷ cây mẹ. Thì em nhân giống ra thì em sẽ lại em cây này. Tôi bắt vào đây khu năm ngoái nó cũng 100 tỷ thời điểm. Thời điểm đỉnh cao là em đầu tư 100 tỷ và đúng mất đầy là mua của anh Lê Bảo Trân một chậu là 60 tỷ là mua của anh Nguyễn Định là một chậu là 35 tỷ và mua 5 tỷ bắt buộc là 100 tỷ kinh điển. Thì đến giờ này là vẫn chưa thu vốn đâu, không phải ai chưa thu vốn nha cả nhà, vẫn ngoài khơi à, vẫn đang ngoài khơi đấy cả nhà. Em là quan điểm em là đầu tư, em cứ đầu tư những cây càng đi lên và những cây mặt hoa đẹp ấy là em sẽ vươn tới đỉnh cao và luôn luôn đầu tư nâng cấp lên đấy. Chào Võ Quang Duy, chào hai ca anh chị em đang xem nhé. Bán luôn
mua về phải 3, 4, 5 năm có thể 2, 3 năm mới bán. Giống bây giờ đang còn ít. Không phải là tự nhiên là mình mua về cái mình bán luôn thì làm sao có cây để mà bảo là nhiều thì như cái này á thì nó già đây rồi thì anh em mình cắt rồi này. Đó. Còn những cái cây này theo em mình bây giờ là cắt luôn được chưa? Cây này bây giờ già đây có để cắt luôn được. Cắt luôn được hả? Hay là xong xử luôn? Xử luôn trên lai cho nó ngầu anh. À, dâu lam rồi. Chiều mà tháng ngoái rồi. Bây giờ có lâu rồi đúng không? Anh chưa bây giờ cắt luôn được chưa? Ươm được rồi. Ươm được rồi hả? Dạ. Hay là đang sẵn trên lai đây. Đúng rồi, cắt luôn đi anh. Cắt luôn cho nó hên. Hồi nãy là có em có đem cái dâu lam ra. Chắc chắn là em nắm được rồi đúng không? Cái này bây giờ cắt luôn rồi. Cắt luôn rồi. Ở ngoài vườn em là em giữ lại nữa hai cái này em sẽ cắt rồi. Giữ hai cái này. Vâng, bây giờ để. Có đâu em vừa cắt. Và bắt đầu cắt rồi. Nếu bây giờ mình cắt thì mầm gốc nó lên nó vẫn lên bình thường thì bộ rễ nó nuôi mầm gốc chứ không phải cái này không thể nuôi mầm gốc được đâu, vì là bộ rễ chia sẻ cho thầy Tùng đi cả nhà ơi, chia sẻ màn tay đi cả nhà. Để cắt cái này bộ rễ chỉ nuôi mầm gốc thôi, thậm chí nó phát triển luôn. Nhiều người không biết, người ta nghĩ là bộ rễ cắt cái dài để cho nuôi mầm gốc thì không phải là cắt dài thì là cái thân này cái bộ rễ nó cứ đi nó nuôi cả thân này. Mình căn cản đi thì cũng thế, nó chỉ uống dưỡng, nó chỉ nuôi mỗi mầm gốc thôi. Em làm, em thực hiện rồi và thành công rồi. Cái giống như này bây giờ mình cắt đi rồi đúng không? Đã, mà hiện nay là mầm gốc nó vẫn lên là mầm rồi. Là khỏe luôn. Lấy cho mọi người xem cái mầm gốc. Vẫn lên hai ba mầm bình thường. Đấy. Để cắt ngắn. Cắt rồi mà vẫn đang lên mầm gốc tự nhiên luôn. Hai mầm gốc đang lên tự nhiên nha. Bên kia mầm mầm nó sinh, bạn mầm. Bên này mầm gốc. Này là chậu này là đôi mắt Pleiku nha cả nhà. À, hay là mình lấy lọc tay nuôi cây trăm cây của em Hải Hà cắt xử luôn đi. Hồi nãy em có đem cái hai cái hộp dâu lam ra đó. Chia sẻ mạnh tay đi cả nhà ơi. Chia sẻ mạnh tay lên 2k lượt xem tiếng làm với quà game đi cả nhà. Follow kênh đi cả nhà nhé. Mọi người có phải chơi lan dễ dàng không phải đâu. Người thành công luôn có lối duy riêng. Người thành công luôn có lối duy riêng. Câu này em tâm đắc nè. Đây. Cái này vừa rồi á là Tùng hỏi em Hải Hà là cái cây đã đanh chưa, nụ như thế này đanh chưa và thắt ngọn lâu chưa, thì em Hải Hà nói là nụ lâu rồi, thắt ngọn lâu rồi và đanh rồi. Thì em Hải Hà nói là bây giờ có thể cắt để ông kia được rồi. Thì sẵn đây. Thì cũng là đặt niềm tin thì anh không để em chơi hòa. Chơi hoa đi thôi mà. Nhức đầu quá nhở. Đây chưa hoa có nụ đây này, chưa hoa có nụ đây. Đây có nụ đây nha. Đây có nụ đây này, sắp có hoa, người này không tên nha cả nhà nhá. Cái này cũng là nguồn Hải Hà luôn này. Đây nguồn của em. Nguồn Hải Hà luôn nha. Cái nhìn cái chậu là mọi người biết nào, nhìn cái chậu. Đấy, nhìn chậu giống nhau đấy. Đấy là sắp có hoa. Đấy, đây có hoa đây. Con này để cắt cho nhân viên chia sẻ cho anh em đam mê cả nước. Thì tôi hôm nay là cũng là ngày đẹp ngày. Với sự chứng kiến của một ca mấy người đang xem. À, một ca bảy anh chị một đang xem. Một ca bảy người đang xem. Thì Tùng thông báo với mọi người là giờ Tùng có mất ngủ rồi nha. Tùng có mất ngủ với người đặt không tên. Thì xem được cắt đây được bao nhiêu mắt? Hai mươi mấy cái này, hai mươi mấy mắt đúng không? Mọi người ơi, chia sẻ cho Tùng đấy. Cho một like đi, cho một like. Đang nghỉ luôn á. Thả like. Like đỏ nha, màu đỏ nha, tim màu đỏ, tim màu đỏ Tùng thích. Thả tim, màu đỏ đi. Thả tim đi, có ai thả chưa? Đang thả. Thả tim nhiều lên, thả tim mạnh tay đi cả nhà. Comment là Tùng đẹp trai. Comment là Tùng đầu hói. Tùng hói, nói là làm. Đấy. Ok. Chắc chưa anh em? Mọi người ơi, chia sẻ cho Tùng đi. Lên ca 8 rồi anh em. Lên 2k đi, lên 2k đi cả nhà ơi. Ok, để em cắt cho mọi người. Đây, cắt luôn nha. À, cắt trực tiếp luôn nha cả nhà, nhờ lọc tay của em đó. Khai đao. Xuống. Bàn tay vàng trong làng cắt kỳ, trong làng ưng kỳ. Ra kỳ tất nha. Ra kỳ tất luôn đi. Cây em nuôi là sẽ ra kỳ tất. Ra kỳ tất. Thằng là cắt. Đây. Em Hà vừa cắt cái khúc này cho cả nhà nhá. Không tên. 20 mấy mắt ha. Đến một thử ha. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. 19 mắt nha. 19 mắt. 19 là nhất tín. 19 là phú thọ mãi đến. Tùng thích số 9 là, nhưng mà cái này chắc phải hơn nè. Cũng chỉ cắt 19 thôi, tại tay cắt đã định sẵn rồi. Tiếp tục như cả nhà nha.
22 không? 20 tới đâu? Đây. 22 hay là 22? Đó đang để 3 mầm. Ừ, đang để 3 mầm. Hay cắt 19. Tôi để 19 tới đâu? Tôi tới đây. 20 đi. Quay cắt trực tiếp luôn cả nhà nha. Đấy. Nhờ lọc tay của hai vợ chồng em ấy hà là hy vọng là cây sẽ ra cây thiệt là nhiều. Chia sẻ mạnh tay đi cả nhà ơi. 2k rồi, 2k lượt xem rồi anh Tùng ơi. Xin chào 2k người đang xem live của Tùng nha. Cảm ơn cả nhà rất là nhiều. Ui. Và đây. Bên TikTok cũng lên 1k 2 lượt xem luôn rồi. Đây, đây mọi người. Quá khủng khiếp, K3 rồi. Lên 2k đi cả nhà. Không tin nha cả nhà nha. Đây. Đó. Đây nào. Tính mới. Tính xem nha. Tính xem nha, bao nhiêu mắt nha. Gần gần nữa nè. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Đó, 20 nữa. Rồi là tiếp tục cắt cái này luôn. Xử luôn. Cắt này luôn, người đẹp không tên luôn. Người đẹp không tên. Ôi, là cái này 39. 39. 39. À, thần tài luôn. 39 thần tài nha, 39 nha, đúng dùng 39 luôn. 39. Hữu duyên cái nhà nha. Nhưng mà đếm lại có phải 39 không? Đếm lại lần nữa đi anh. Đếm lại nha. Đếm lại nha. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39. Yeah, cho một tim đi. Thả tim đi cả nhà. Tim đi, wow, chào. Kinh nhờ. Tốt anh lên cả tư luôn. Tim đi, tim đi. Chia sẻ đi cả nhà. Chia sẻ cho Tùng được không ạ? 39 đi cả nhà. 39 39 đi cả nhà. Đấy, số 39 nữa cả nhà. Đây tiếp tục vừa cắt xong không? Đấy. Đem qua đây cắt luôn. Đem qua đây anh. Cắt thêm cái này đấy nha. Vừa cắt thêm cái khúc này. 1 2 3 4 5. 5 là không sinh nhá. Ừ. 5 nha, cái này 39 nha. Ừ. 39 thần tàng, cái này 5 nha. Dạ. Thêm 5 cái mắt ngủ nữa nha. Đây, rồi, mới vừa cắt thêm một cái bên này nữa nha cả nhà. Đấy là cũng là không tên luôn cả nhà ơi. Đây chia nha. Sẻ đi cả nhà. Chào 2K4 anh chị em đang xem. Mọi người xem nhá. Mọi người xem nhá. 1, 2, 3, 4, 5, 6. À, cái này 5. Cái này 6. Là nhất là giống số xe của Tùng luôn. Nó lấy sạch lấy 570 của Tùng là bản số là 56256. Anh cắt được 50 mắt rồi đấy. 50 mắt cho 50 mắt. Đây. 30 đúng không? Ok cả nhà. Đây nhá. Cái kia là 3, cái này 39 đúng không? 39 11. 39 này. 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50. Đó. 50 50. 50 chậu người đẹp không tên. 50. Hy vọng là ra được 50 chậu người đẹp không tên nha cả nhà. Đấy. Đã chia sẻ, cảm ơn tất cả mọi người. Đó, là tất cả là người đẹp không tên hết cả nhà nha. Chia sẻ mạnh tay cả nhà. Chào 2K4 anh chị em đang xem. Bên TikTok là tụt rồi còn K3 à. Đây nha cả nhà. Đây hai nền tảng đây nha cả nhà nha. Hai nền tảng song song. À, Facebook là 2K rưỡi rồi. À, bên chào 2K rưỡi người đang xem nha. Yeah. 256 đi. Uh-huh. 256. 256. Số xe nó sẽ lấy 570 của Tùng là 56256. Yeah. Bây giờ là 2560 người đang xem. Xin chào mọi người. Cảm ơn mọi người rất là nhiều đã ủng hộ thầy Tùng. Đẹp trai, đỏ hói dễ thương. Này rất là vui, rất là hồi hộp. Cho nên là nói những cái gì mà nó phấn khích quá. Rất là mong mọi người cùng bỏ qua nha. Mọi người ơi, chia sẻ cho Tùng đi. Like cho Tùng đi. Comment cho Tùng đi. Người đẹp không tên. Đấy. Đấy. Đấy, rất là đẹp cả nhà thấy không? Đấy. Đó là hà rồi nha. Hy vọng là 50 mắt ngủ không này lên cái lá là... nào nha. Không mất lá nào. To béo. Hy vọng là thằng to cây béo. Thương tình cho lên đủ 50 cái kỳ nha cả nhà nha. Bên này hồi nãy lên cả 6 luôn là tụt còn cả mút. TikTok. Hai nền tảng luôn. À. Chào một cái anh chị đang xem. Để em đi ra anh chào một vòng nữa. Cho lên xu hướng đi cả nhà. Đó. Cả nhà thấy không? Buổi giao dịch đã xong như hồi nãy giờ những gì anh em Mọi người ơi, mọi người cho Tùng một quả tim được không? Mọi người ơi, mọi người chia sẻ cho Tùng đi. À, báo cáo cả nhà là vừa rồi thì giao dịch người đẹp không tên và đôi mắt Pleiku đã khép lại. Đó, thì sau đó thì cũng nhờ em Hải Hà cắt ra 4 cái chậu người đẹp không tên. À, tổng được 50 mắt ngủ nha cả nhà.
thì Tùng sẽ cố gắng học cách ươm kỳ của tất cả mọi người cũng như em Hải Hà, đặc biệt là học cách ươm kỳ của em Hải Hà để nhân giống chia sẻ anh em yêu lan trên toàn quốc. Đó. Mọi người ơi, mọi người chia sẻ cho thầy Tùng đấy. Ok, giờ thì cũng hơi nắng rồi. Tùng cảm ơn cả nhà rất là nhiều. Cảm ơn mọi người rất là nhiều đã chia sẻ, like và comment bài livestream của Tùng nhé. Hôm nay là hơn 2,5 người xem đã ủng hộ Tùng, thả tim, like và comment cũng như đặc biệt là chia sẻ cho Tùng. Tùng cảm ơn và kính chúc cả nhà một ngày thật là vui, luôn luôn mạnh khỏe và luôn tràn đầy năng lượng để chúng ta cùng lao động, sản xuất và học tập nhé. Bye bye cả nhà, chúc cả nhà mọi điều tốt lành nhé. Đấy, cho cả nhà xem lại vườn khu vườn của Tùng một lần nữa nhé. Đó, khu vườn Tùng đây. Ok, bye bye cả nhà nhé. Bye bye. Đấy, bye bye mọi người nhé. Tạm biệt mọi người nhé.